Cô chú và anh chị em đang xem bản tin trên kênh tin tức tổng hợp. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Điểm mở đầu chương trình của ngày hôm nay là tin có liên quan tới những thông điệp của cựu Tổng thống Donald Trump đã gửi ra vào ngày hôm nay. Và sau đây là nội dung của thông điệp mà ông đã viết. Tôi sẽ đến The Moy vào thứ Bảy này để tập hợp với những người vĩ đại của Iowa. Không giống như chú Bãi Đền, tôi đã bảo vệ các cuộc họp kính đầu tiên trên toàn quốc của Iowa và sẽ luôn như vậy. Mọi lời hứa mà tôi đã hứa với người dân Iowa, tôi đã thực hiện với tư cách là tổng thống của các bạn. Và thậm chí những lời hứa của mình, tôi đã nhận được 28 tỷ đô la từ Trung Quốc cho nông dân. Số tiền mà không ai khác có thể tưởng tượng được. Tôi đã cứu Eternal và tôi đã làm nhiều điều cho Iowa hơn bất kỳ ai khác trong lịch sử. Và sẽ tiếp tục làm lại. Và tiếp theo cũng là cái thông điệp của cựu Tổng thống Donald Trump. Ông viết liên quan tới vấn đề à, trật đường rầy xa lửa ở Palestine, à, Ohio. Và nội dung của thông điệp như sau. Mãi cho đến giờ, chú đền vẫn chưa đến thăm những người yêu nước đáng kinh ngạc ở Đông Palatine. Nhưng thị trưởng Pi không thể khắc phục vấn đề đó đủ nhanh. Nhưng không sao đâu. Chuyển động của chúng tôi sẽ là tiếng nói của họ và chúng tôi sẽ không bao giờ quên họ. James David đã làm việc chăm chỉ tại Thượng viện để đảm bảo không bao giờ có chuyện như thế xảy ra nữa. Và đó là lý do tại sao việc Quốc hội thông qua đạo lực an toàn đường sắt của ông lại quan trọng đến như vậy. Qua đơn tuyệt vời của James David có chứng thật toàn bộ và toàn bộ của tôi. Thưa quý vị thì vào ngày thứ bảy 13 tây tháng 5 của tuần này là cựu tổng thống Donald Trump sẽ có một cuộc vận động tranh cử của năm 2024 tại The Mall của tiểu bang Iowa. Và ông sẽ phát biểu vào lúc 7 giờ chiều giờ Texas hoặc là 5 giờ chiều giờ Cali hoặc là 7 giờ sáng giờ Việt Nam. Quý vị nào ở địa phương thì có thể đến tham dự trực tiếp buổi nói chuyện của ông còn quý vị nào ở xa thì có thể xem phát trực tiếp qua YouTube hoặc một số mạng cá nhân khác. Và mình cũng sẽ cố gắng phát trực tiếp cái bài phát biểu của ông trên cái kênh của mình với phụ đề tiếng Việt nhằm giúp cho những quý vị nào không nghe được tiếng Anh. Và tiếp theo là bản tin có liên quan tới phiên tòa của cựu tổng thống Donald Trump với bà E. Jean Carroll. Là CNN đã phát hành một video về lời khai của cựu tổng thống Donald Trump trong một phiên tòa xét xử với bà Yichin e. Carroll vào hôm thứ sáu vừa qua và rõ ràng đây là một vụ rò rỉ khác của các luật sư bị chính trị hóa cho các phương tiện truyền thông tự do những người sẵn sàng chia sẻ mẫu tin này với lượng khán giả ngày càng ít đi của họ trong lời khai của mình tại phiên tòa cựu tổng thống Donald Trump một lần nữa tuyên bố Yichin e. Carroll không phải là mẫu người của tôi Yichin e. Carroll 60 tuổi khi tuyên bố Tổng thống Trump đã cưỡng hiếp bà trong một cửa hàng bách quá trong lúc anh ấy đang mua đồ lót cho tôi. Tổng thống Trump nói trước tòa, chuyện đó chưa bao giờ diễn ra và tôi sẽ nói với bạn. Tôi đã đưa ra tuyên bố đó, mặc dù nó đúng về mặt chính trị, nhưng cô ấy không phải là mẫu người của tôi. Và điều đó đúng 100% cô ấy không phải là mẫu người của tôi. Và sau đó Trump cũng nói với uh, luật sư của Ichin Carroll rằng, Tổng thống Trump nói, bạn cũng sẽ không phải là sự lựa chọn của tôi, tôi sẽ không bao giờ có hứng thú với bạn trong bất cứ trường hợp nào và trong cũng thành thật chia sẻ cái tuyên bố này với những người quay video và từ đó những cái sau cái lời tuyên bố của ông đã khiến cho cộng đồng mạng thắc mắc và họ đã tìm ra được một sự thật là luật sư của Eugene Carroll là một luật sư đồng tính nữ như quý vị cũng đã thấy thì trong một cái trường hợp này À, dường như là nó không có tự nhiên và nó cũng không có bình thường lắm mà họ vẫn có thể làm được họ càng đưa ra những cái vấn đề như thế này để gây khó khăn hoặc là cản trở cho cựu tổng thống trump thì ngược lại ông lại càng được sự ủng hộ và càng được gần gũi với người dân hơn và đó cũng là cái suy nghĩ riêng của mình nếu cô chú và anh chị em có những cái suy nghĩ nào khác hơn có thể hay hơn và chính xác hơn cùng nhau mình đưa ra để bình luận và tiếp theo sau đây là bản tin có liên quan tới sự căng thẳng giữa hai quốc gia ukraine và nga vào hôm thứ sáu vừa qua thì điện kremlin cũng đã kích hoa kỳ vì đã cố gắng bác bỏ sự liên quan của họ trong cuộc tấn công vào điện kremlin chúng tôi đã biết rõ rằng họ đưa ra quyết định về các cuộc tấn công như vậy ở washington chứ không phải là khi thường thì washington chứ không phải là khi xác định được mục tiêu không phải lúc nào khi cũng được quyền lựa chọn phương tiện. Ông Pesco nói, Washington nên hiểu rằng chúng tôi đã biết tất cả những điều này. Tình trạng của Putin sau các cuộc tấn công, Tổng thống Nga không bao giờ mất bình tĩnh trong những tình huống khắc nghiệt. Trong một tình huống bất thường, Putin luôn hành động một cách bình tĩnh và tự chủ, người phát ngôn giải thích. Do đó, không có gì mới xảy ra trong vấn đề này, ông Pesco nói. Trong cuộc trò chuyện với các phóng viên, ông Pesko nói rằng chính quyền nga sẽ điều tra vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào chính thự tổng thống. Ông không nêu tên các điều khoản của các cuộc điều tra, chỉ cho rằng đó là đặc quyền của ủy ban điều tra. Cựu giám đốc Dmitry Rogozin cho biết để ngăn chặn cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine, nga cần sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật. Theo ý kiến của ông, phương thức tốt nhất để phá vỡ cuộc tấn công của kẻ thù là sử dụng bộ cân bằng tuyệt vời TNWS. Vũ khí hạt nhân chiến thực được thiết kế để sử dụng trong trường hợp kẻ thù có nhiều thiết bị và vũ khí thông thường hơn. Các lực lượng Nga cần tấn công vào các vị trí tập trung, khí tài, quân sự và đạn dược. Chúng tôi đang chờ đợi một cuộc tấn công. Chúng tôi đã sẵn sàng cho nó. Chúng tôi hiểu rằng sẽ rất khó khăn, nhưng sẽ không ai rời bỏ vị trí của họ. Ông Rogozin khẳng định. Và ông Dmitry Mercedes của Nga, ông Dmitry cũng nói rằng Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiêu diệt Zelensky. Sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào điện Kremlin của Nga, Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiêu diệt Tổng thống Ukraine Zelensky. Ông Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev đã viết trên Telegram của mình. Và ông Medvedev cũng nói thêm, vào đêm 3 tháng 5, Ukraine đã cố gắng tấn công dinh thự của Putin ở Điện Kremlin. Cuộc đột kích đã bị đẩy lui với sự trợ giúp của các hệ thống tác chiến radar. Trang web của Điện Kremlin cho biết, trong một thông báo chính thức rằng Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công khủng bố nhằm ám sát Vladimir Putin, Người không có mặt ở Moscow vào thời điểm đó. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho bản tin hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.